Rapaz, eu quero abrir, rapaz. Chào mọi người, lại là Nhàn đây. Hôm nay mình dẫn mọi người đi săn bắt hải sản ban đêm nha. Tiếp lên. Chậm đi. Đứt đầu rồi. Để chị gấp theo ha. Quá dữ. Thôi rồi, cháu mạnh như cái bàn tay vô. Đó. Dữ dằn quá. Quá dữ hết bòi kìa. Bò kìa. Giờ nãy đâu? Đồ luôn nghe, để nó đi. Kìa kìa, nó nữa kìa. Ghê kìa, thấy không? Ghê đó kìa, cái này trứng hang lát kìa. Ừ. Đang là ốc cái nữ nè. Bỏ chị bóng. Tại vì con này nó ban đêm nó mới rồi ra. Nó dân trẻ mà. Thấy không? Thì mình ghê gỡ không? Lên đi. Đứng ở đây có thang luôn á. Đúng rồi. Mày dích nhùm ra đi. Để cắn ngoài này nè. Thấy mà thấy nó bơi vô. Đấy. Được nha. Chạy lắm nha, ghê chưa? Nó lên bờ với nó, sợ không luôn á. Chạy cánh thang nè. Rồi, rồi. Nhìn nhau con cá nè. Rồi, lũi trong trận á. Lưỡi ra. Chú đang ngồi đàn tự nhiên đâu ngoài nó đâm vô vậy. Cái này mà mình lấy vàng lưới cái gỏi mình ăn lại bao cũng nhiều lắm á. Lấy lại bao đi. Giờ này trễ quá rồi. Trời ơi, khá dài. Hơn nửa mét luôn á. Nè, đôi gan nè. Gan của mình là 2 tấc nha. 2 gan nè. 3 gan lấy. Cá gần 2 tấc á. Rồi. Thôi, cái đèn đây. Mới không chuyện. Gắp đi, gắp. Nè. Cái này nè kìa. Nè, cầm chế đi. Cháo mình nó gắp một con luôn rồi. Để mình hiện một quần bận mà nó chưa thấy. Nó chỉ nó. Đó. Gắp đi. Để. Một cái mực xanh luôn nhau rồi. Cua này không dữ lắm. Không dữ là cua đá. Chỉ muốn bò xuống thôi.
Rồi. Đầm. Con nó bị nó ngủ rồi nha. Nó không có. Rồi. Ngủ thiệt rồi đó. Cái này nãy Ngọc nói cua gì Lộc? Cua kỳ cục. Cua kỳ cục. Mình nói con này cua kỳ cục, nhìn thấy nó cũng kỳ cục thiệt nhau luôn. Quá lạ. Đây. Ồ, đây có ngay ốc cờ này. Ốc cờ này ở ngoài biển mình nó giống như ốc bu vàng vậy nha. Tới mùa nó đẻ một cái mà ngập luôn á. Con nào bự thì bắt, con nào nhỏ thì không bắt. Cảm ơn mọi người ơi. Chín rồi, chín đi rồi nha. Trời ơi. Dạ. Hồi nãy mình vô thành câu rồi nha. Đó, đường em đây đó. Ngon rồi. Bắt con này ra thẳm nó được. Một em có mua nữa nha. Cả mắt kiến. Kiến. Ban đêm nó hay được. Đây nè, con cua nè. Em lấy dên cặp càng quá trời luôn nè. Nước cua cá. Lấy cây gấp đó Lộc. Lấy gặp thôi, con gấp rồi để tìm đến. Quá ít tao mua nè mọi người. Quá thì vào đỡ bật luôn. Thì ra là mày. Shit. Đâu rồi, chạy đâu ơi. Ui. Rồi. Chính chết. Chưa. Chính nó vô cái mọc này. Vô cái đó. Ồ, chui vô hang kìa. Thấy kìa. Áo xuống chung cái đá kìa. Mấy được. Ok. Cái thứ nè. Rồi. Ê, dính đây, dính đây, dính đây. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Ha, ha, dứt cái chót. Okay. Tưởng em nó chạy rồi chứ. Chót, chót, chót luôn. Em nữa. Đây, cá ngát nè mọi người. Con này nấu canh chua là hết sảy luôn. Cho vô thùng. Chờ nó chàng ơi. Ở trong đó đó. Vô trong đó đó. Chọn đi. Chụp kêu thao đi. Thì cô gái ngát cô bỏ vô
giờ mình còn con cua đem về nhà nướng luôn này. Còn con cua nè, con cua đã thả vô thau, giờ mình nướng con cá này, nướng ớt này cho cá anh em mình nó sơ chế ra ngoài, giờ mình ướp nha. Này muối ớt thấm đó, cho em nó thấm ớt đi. Cái này gọi là video bắt cái gì. Bữa mới thèm này. Rồi, thấm vô đã. Rồi để chút xíu đi cho mấy anh em mình sơ chế cái mực của. Bây giờ mình bỏ lên nước. Rồi bây giờ mình nướng nha mọi người. Ây da. Trời ơi, cái dĩ không vừa đó luôn. Dài cái dĩ luôn. Cái này dài khủng luôn. Quá trời đẹp ta. Em phải giảm. Giảm để mình mới xúc luôn. Đây anh Hàng ơi. Đây, tao để con cái tên đó. Đứng này luôn nha. Cắm tươi mới cong, hai mình mới cong luôn này, là báo phát tới trứng luôn. Chờ mình nướng cá xong rồi mình nướng với em này. Trứng dính của mẹ hả? Trứng đâu mà thả hả? Bỏ mấy em mực lên nướng. Bây giờ mình cá mình cũng chín rồi mọi người ơi. Khổng lồ luôn nè. Dữ dằn luôn không? Dài hay gì á. Để không hết luôn. Quá trời con cá ơi. Rồi giờ thử nè. Rồi. Thử ra đây. Có mình hai mình đó. Hai mình bữa nay thất thu biển nè mọi người. Mực vô nướng nhậu rồi. Lọc thử lọc. Chúng mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Em à. Quá dạ. Trời ơi, tới lại luôn. Vô. Vô đi. Vô. Vô mọi người. Này uống nước lọt em mọi người. Cái miếng cái muối à. Chết. Trắng tươi luôn này. Cá này cá xanh xương hay xương xanh gì cũng được nha. Ở đây mình kiếm cá xanh xương. Cái này xương nó xanh lè. Đấy rồi. Chấm. Ngon quá cái xương này lại. Xương xanh dạ. Rồi. Xương à. Cái xương nó xanh lè thấy không? Nhiều người ta kêu cá xương xanh, cá xanh xương, nói nha.
quá ngon luôn. Chùm cái quá dữ không chùm. Thấm quá ớt ngon. Quá trời ngon. Ngon. Rồi test đi Lâm. Thử nhanh. Này thử luôn nè. Mời mọi người nha. Tôi thử trước đó. Nè Trung. Uống liền luôn Trung ơi. Còn nữa chấm với vô du lập cái gì. Có mùa này tới là ngọt béo. Thơm quá thơm. Mực này mực tươi. Mực nước ngọt nha, không ướp gì luôn. Không ướp gì. Đúng rồi, mực bên thay mình mới thẻ vô ăn ngon thiệt mọi người. Ngọt mực này mà ăn với cơm là tới nách luôn nha mấy mọi người. Giòn thiệt thật. Mực này lúc nào cũng ngon hơn mực ta cho nghe mọi người. Tại mực này không có mua mình xin luôn. Mực này mình xin là lúc nào nó ngon nha mực kia ngoài chợ chứ á. Đây test thử đi. Này trứng không mà. Trời ơi. Đây. Ra khó luôn. Quá hả? Quá nhiều trứng luôn. Lắm trứng luôn. Mực nữa. Rồi mực nữa. Ăn nữa thế gì chịu nổi. Chưa à? Chưa. Chả quá. Bây giờ thì, mực mình cũng ăn xong, cá mình cũng xong luôn rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây ha. Mọi người thấy hay thì đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người xem hết video. Chào tạm biệt mọi người.